Vụ hè thu 2022, toàn xã Đức Xuyên gieo trồng hơn 100 hectare ngô F1, năng suất đạt 7,47 tấn một hectare. Nhiều diện tích chăm sóc tốt đạt gần 10 tấn một hectare. Tổng sản lượng cả vụ đạt trên 764 tấn. Thấy trồng ngô F1 mang lại hiệu quả kinh tế cao, vụ đông xuân 2022-2023 này, gia đình ông Nguyễn Lượng xuống giống gần 1 hectare. Do được công ty cung cấp giống, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, nên ông Lượng rất yên tâm, hy vọng vào một mùa bội thu. Làm với công ty Chi Phi á, thì dân chúng tôi thì thấy được tốt, thì giống thì công ty đầu tư, phân công ty cũng đầu tư trả chậm, rồi thuốc bảo vệ thực vật thì cũng công ty cấp, rồi công ty bao tiêu sản phẩm cho người dân chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy phấn khởi, thì cũng cố gắng làm. Gia đình anh Võ Văn Long cũng liên kết với công ty cổ phần CB Hạt Giống Việt Nam trồng gần 1 hectare ngô F1. Sản lượng ngô thu được trên 7 tấn ngô hạt, sau khi trừ chi phí có lãi gần 60 triệu đồng. Anh Long cho biết, trồng ngô F1 chi phí ngang bằng với trồng ngô thương phẩm, nhưng giá ngô thương phẩm và vụ chỉ dao động ở mức 6-7 ngàn đồng 1 kg, còn ngô F1 cao gấp đôi. Do đó, trồng ngô F1 hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Cái giống này về nó là nó cấp thuốc sâu cũng có, nấm cũng có. Thứ nhất, cái thứ hai là phân nó cũng đem về đầu tư cái vụ gửi tiền. Còn thứ ba là công ty nó bao tiêu sản phẩm nó thu mua hết đó. Rồi tốt nhất là quy trình nó vậy. Trong quá trình sản xuất ngô F1, bà con được nhân viên của công ty cổ phần CB Hạt Giống Việt Nam tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật rất kỹ càng. Nhờ đó, ruộng ngô phát triển tốt, đạt năng suất cao và được công ty bao tiêu sản phẩm với giá gần 14.000 đồng 1 kg. Nên nông dân rất yên tâm sản xuất. Trước đây làm ngô F1 thì làm sản xuất thì không có người mua. Nhưng riêng đối với liên kết với các công ty này thì người ta thứ nhất là đầu tư về giống hay là về kỹ thuật. Sau đó người ta thu mua sản phẩm là bao tiêu luôn. Giá như hiện nay thì khoảng 13.700 đồng đến một cân. Thế là cái giá trị bình quân thì người dân thu là một vụ thì khoảng 100 triệu trên 1 hectare một vụ. Trong trường hợp gặp phải giống kém chất lượng, thời tiết bất lợi khiến ngô phát triển kém, giảm năng suất, thì công ty sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ một phần thiệt hại cho bà con. Từ hiệu quả của việc liên kết sản xuất giống ngô lai F1 với công ty cổ phần CB Hạt Giống Việt Nam, trong thời gian tới, xã Đức Xuyên tiếp tục tuyên truyền để cho bà con nông dân mạnh dạn ký kết hợp đồng, hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, giúp bà con nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.